quay lại với kênh Phước Sửu Realtor. Và hôm nay Phước Sửu sẽ điểm lại cho quý chị một số cái cơ sở hạ tầng, một số những cái giá cả tại phân khu Zai River Country One thuộc dự án Zai Gai Nhà Bè của chủ đầu tư GS Hàn Quốc. Và sản phẩm mà Phước Sửu đang quay cho quý chị đó là một căn nhà phố ngang 7 dài 17, được thiết kế 1/3 lầu, và sản phẩm này có giá tầm khoảng hơn 13 tỷ thôi quý chị ạ. Và sản phẩm thứ hai là căn Song Lập 10x20, đã có khá nhiều quý cư dân đã vào ở đâu quý chị. Thì ở đây thì quý chị có thể là hòa mình vào thiên nhiên, sử dụng những tiện ích 24/7 với 3 clubhouse. Ở đây thì khá nhiều tiện ích đẳng cấp như hồ bơi, phòng tập gym, bia, bóng bàn, và đặc biệt là ở đây có một cái ba cái hồ bơi, tắm sauna, sông hơi đầy đủ cho quý anh chị, để quý anh chị thả hồn về với thiên nhiên, và đồng thời là tận hưởng những cái tiện ích của resort CS tại cái khu đầu tiên này nhé. Cái dòng sản phẩm thứ ba mà Phước Sửu muốn đem đến cho quý anh chị đó là những cái căn đơn lập 250m2 với mức giá dao động tầm khoảng từ là 45 đến 50 tỷ. Những cái căn này là trực diện bờ sông và có một tầm view khá đẹp. Và đây là một cái dòng sản phẩm biệt thự mini nhỏ hơn 9.5x17, hai mặt tiền trước sau, mặt tiền trước và mặt tiền sau, thì nhìn về một công viên khá đẹp tại và gần một lớp học. Với những cái căn diện tích này là 9.5x17 được xây dựng là 1/2 lầu, và ở đây như quý vị nhìn thấy thì cây xanh phủ rợp bóng, những cái cây tầm cấp cần cao, và mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị khi mà quý vị tìm hiểu đến Nhà Bè. Và cái sản phẩm thứ tư đó là những cái căn dinh thự 15x20, trong đó có 300m2 sân vườn, để khi quý vị có thể tha hồ trồng cây này, thư giãn, và quý vị có thể là đem đến cho mình cực kỳ thú vị tại Nhà Bè. Và bây giờ mình cùng đi qua lại một số căn biệt thự tại GS Nhà Bè. Thì tại GS Nhà Bè có 3 dòng sản phẩm biệt thự, là biệt thự song lập, đơn lập và những căn dinh thự. Thì tất cả những căn đơn lập 300m2 thì nhìn trực diện ra bờ sông, với một cái cổng chào rất đẹp và một cái đài phun nước. Nơi đây thì chủ đầu tư trồng khá nhiều loại cây, và đặc biệt có những cái gốc bằng lăng cổ thụ rất là đẹp luôn. Những cái căn đơn lập 15x20 nhìn trực diện ra bờ sông này khá thoáng mát và rộng rãi. Nơi đây thì là một nơi gọi là khá đẹp, và để cho quý chị có thể là chọn lựa là một nơi để ở và an cư lạc nghiệp. Đặc biệt thì chủ đầu tư dọc theo bờ sông thì chủ đầu tư đang nạo vét và mở rộng dọc theo hai bờ sông. Như quý anh chị nhìn thấy phía bên tay phải của Phước Sửu là phân khu thứ hai, thì chủ đầu tư đang nạo vét những cái phần đất gọi là bồi, và làm cho con rạch trở nên rộng rãi hơn và có lượng nước khá nhiều. Nơi đây thì có thể là cung cấp điều hòa cái không khí cho cái phân khu 1 và phân khu 2. Chắc chắn nơi đây là một phân khu tuyệt vời nhất, phân khu đầu tiên mà chủ đầu tư GS Nhà Bè mang đến để cho quý chị trải nghiệm một khu dân cư cực kỳ đẳng cấp. Và mặt tiền Nguyễn Phạm Hữu Lầu được mở rộng, và có hai cây cầu Cống Dinh 1 và Cống Dinh 2 sẽ đưa vào hoạt động trong đầu năm tới, trong tháng 11 tới nha quý chị. Tất cả cây xanh ở đây thì sau một mùa mưa lên khá nhiều, đủ khá nhiều loại bông, và những cái mảng cỏ xanh, những cái cây bóng ngựa và một số cây hoa gọi là hoa quý tại GS Nhà Bè cũng thi nhau đua sắc, tạo nên một không gian khá đẳng cấp. Và ở đây như quý chị nhìn thấy thì có khá nhiều quý cư dân đã gọi là chuẩn bị về ở, hoàn thiện xong những cái nội thất của mình và chọn nơi đây một nơi định cư an cư lâu dài. Quý chị cần một cái không gian sống đẳng cấp và một nơi ở đầu tư cực kỳ hấp dẫn, giá chỉ bằng chưa tới 1/3 giá của quý vị thôi. Quý vị đừng ngại và inbox
Phước Sửu nha. Và đừng quên like, share và support kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin mới nhất về những bất động sản tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau. Chúc quý chị một ngày tốt lành.